Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video clip ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video clip ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C, đó chính là chiếc xe Kia Forte phiên bản SX. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và biển số thì rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được 9 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 350 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chỉ 350 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng C Kia Forte phiên bản SX 1.6 số tự động. Chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa vì là từ đời 2015 là chúng tôi không thể hỗ trợ trả góp được nữa rồi. Đấy. Từ 2015 trở lên thì chúng tôi có thể hỗ trợ trả góp, còn trở xuống là chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte phiên bản SX 2012 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Forte phiên bản SX 2012 này. Trước
Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.